Clip lần này là một clip mình chờ đợi rất là lâu rồi. Mình sẽ so sánh cho mọi người một cái dòng loa huyền thoại, một dòng loa mình đã buôn bán kinh doanh từ năm 2018 đến nay. Đến nay thì nó đã ngừng sản xuất rồi. Đó là dòng JBL Aeon One Pro và một dòng loa mới ra mắt cách thị trường cách đây một năm thôi, từ năm cuối năm 2023, đó là dòng LD System 25. Vậy thì với một loa huyền thoại, với một loa tân binh thì nó có ưu nhược điểm gì khác nhau, con nào sẽ có lợi thế hơn về cái gì, thì mình cùng với mọi người cùng nhau phân tích nhé. Bắt đầu thôi. Clip này mình chờ bởi vì thật ra là mình cũng phải chờ khách hàng gửi bảo hành, tại vì thật ra con này đã ngừng sản xuất khá là lâu rồi nên khách hàng có thể gửi bảo hành bên mình hỗ trợ bảo hành á. Trong quá trình khách nhờ test thì mình có khui ra mình test và mình tiện mình làm clip so sánh cho mọi người luôn. Đây nó đây, JBL Aeon One Pro, và đây 25. Mình đã tháo hết hai cây ra nha, hai cây nối ra nha, để cho nhìn cho nó dễ, cho nó trong khung hình cho mọi người dễ thấy. Đây, mời bạn quay phim bạn quay gần lại xíu, mọi người thấy sự khác biệt. Có thể là những khách hàng này đã biết nhiều về con này rồi, nhưng mà có nhiều khách chưa biết nên mình cũng giới thiệu sơ qua luôn. Đây, mọi người thấy đây. Đây là dòng JBL Aeon One Pro đây. Mọi người thấy không? Tem Thiên Vũ này chắc từ 2018 luôn, cái tem này khá là lâu rồi á. Bởi vậy nên các sản phẩm bên mình đều có dán tem hết á. Và ghi số 5 trên đó lên là mình bán hàng ngày nào là mình biết hết. Đó. Ok, đây, nó đây. Thì con này là dòng có pin nên là mọi người pin nó ở nằm bên trong bo luôn. Đó nên là mọi người sẽ thấy có mức pin ở đây nè. Đó, mức battery nè. Nó sẽ có đèn limit nè, đời Bluetooth nè, phantom nè. Nó sẽ có gồm này, mình rút cây nối ra để cho mọi người thấy. Rồi, đây nó sẽ có 4 line nè mọi người thấy không? Nó có 1 2 3 4 line. Đây là các line chức năng, đây là các volume các line này. Nó cũng tương tự như con những cái con dòng khác là nó sẽ theo cái cột này. 1 2 này, 3 này, 4 đó không? Đây nó sẽ có ba, nó có chép này, bass này, reverb này. On off này là mình để mình tắt mở cái effect này xem nó có hoạt động hay không thì mình bấm vô. Nếu mà nhả cao như thế này nó là on lên. Off, còn ấn đè xuống thế này là on nha. Rồi ở dưới này thì có volume monitor nè, monitor là con pass through nè. Nếu mọi người xài cái con mà gì MK2 là mọi người thấy, mình review con MK2 mọi người thấy. Và cuối cùng nó sẽ có một cái đường ra này, mọi người đường ra này cũng khá là hay để sạc ngược cho mấy con như cục cứu sống của M1 này. Đó. Đó, về tính năng đầy đủ ha, cực kỳ đầy đủ luôn. Còn bên đây, một tân binh đến từ LD System 25, không có gì hết. Đó, mọi người thấy không? Một sự khác biệt rõ ràng là con này nó chỉ có một line thôi. Và một line mic thôi, cộng thêm một cái line gọi là nhạc cụ nữa, 2Z nữa hết. Rất là ít line nha mọi người, rất là ít line. Đó. Volume nó chỉ có main này, sub này, chép này. Đó, còn các volume đầu vào thì có line này, mic này, hoặc là MP3. MP3 tức là mình cắm vào đây nè. Đó, thì này mình sẽ tăng giảm bên đây. Còn đây là cái âm lượng của Bluetooth khi mọi người bắt Bluetooth. Đó, rồi. Sau cùng đít nó sẽ có hai cái có cái line cắm vô đây. Một cái line left right, left mono hoặc là đường right. Nếu mọi người mà chơi hai cây thì mọi người cắm một cây left, một cây right. Còn nếu mà mọi người chơi một cây thôi thì mọi người cắm một cái đường left của mình. Là cái đường mono nha. Đó, còn dưới này ống nguồn, đó xong. Đó, cũng không có gì về mặt kết nối, cổng kết nối này kia, tính năng này kia thì chắc chắn là JBL Aeon One Pro nó vẫn rất là nhiều tính năng hơn, gọi là quá nhiều luôn. Đó, không thể so sánh được. Về kích thước thì con Aeon One Pro này nó giờ nó hết rồi. Hồi xưa cái này là nó hết tốt lắm nè. Cái này nó hết chỗ cái này. Hết cứng cứng lắm mà giờ nó hết rồi. Thôi bỏ qua đi. Về chiều sâu ha, chiều sâu thì mọi người thấy đây mình để hai con bằng nhau đây này. Đây, hai con đấy bằng nhau. Đó, về cái đít nữa này. Thì mọi người thấy đít nó có thể là nó coi như tương tương nhau đi. Coi như bằng nhau. Đó. Xem không khác gì hết về cái độ sâu ha. Về chiều cao thì sub con này có vẻ cao hơn một tí. Nếu mọi người cắm cao lên thì hai con nó sẽ xem nhau. Nhưng mà về độ form cái sub á thì con này sẽ lớn hơn một tí. Về cấu trúc loa thì hai con đều là sử dụng một củ bass 8 inch, tức là bass tầm 20 cho cục sub của mình. Còn về mặt driver phía trên á thì JBL Aeon One Pro sẽ xài là 6 củ tweeter 2 inch, rồi là tầm khoảng 5 cm đó mọi người. Còn Maui System á thì nó lại xài 4 củ 3 inch, nó lại khác chút xíu, driver ít hơn và củ loa to hơn. Nhìn như vậy thôi là mọi người đã thể hiểu là tức là con này nó sẽ quýnh tiếng chi tiết hơn, và con này sẽ có tiếng mid lâu dày hơn.
thì xíu nữa mình mở thử cho mọi người nghe xem có nghe đúng không nha. Rồi đó, ok, nói chung về cơ bản nó là như thế. Thì sau đây thì mình sẽ mở thử, test thử cùng một bài nhạc, mình sẽ thử trên hai con loa để mọi người đánh giá xem nó như thế nào ha. Và mình cũng karaoke thử trên một cái dòng mic hiện thời là 6XM1 trên cả hai con loa, xem để mọi người đánh giá thực tế nó xem là con nào nó có lợi thế điểm nào và con nào nó có khuyết điểm như thế nào. Đã từ là thế gian của người còn yêu ai. Anh chờ mơ chuyện cũ rồi vào con phố xa, nơi có chàng ca sĩ hát thêm vài khúc ca. Chào mừng cô gái nhỏ đã từ là thế gian của người còn yêu. Rồi khi em đến dịu êm trong cuộc đời, nhớ thêm giờ đây sao trống vắng, nhớ em vẫn buồn vì ai, vì sao tôi vẫn rời. Rồi khi em đến dịu êm trong cuộc đời, vừa rồi thì mọi người vừa nghe thử nhạc nè, rồi karaoke trên cả hai dòng JBL L1 Pro và LD System Mavic 5. Mọi người có đánh giá thế nào về hai dòng loa này? Liệu là tân binh Mavic 5 có vượt qua được JBL L1 Pro ở một mặt nào đó không? Thì mọi người hãy comment cho mình phía dưới cho mình biết nhé. Mình là Khánh, hẹn gặp mọi người. Bye bye.